em học sinh thân mến, chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 25 Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc từ năm 1873 đến năm 1884. Ở tiết trước, chúng ta đã học phần 1 La Mã, thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất, cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 2 La Mã, thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai, nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng chiến trong những năm 1882-1884. Phần 1 nhỏ, thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai năm 1882. Ngày 15 tháng 3 năm 1874, triều đình Huế đã ký với Pháp Hiệp ước Giáp Túc gồm 22 khoản. Hiệp ước này đã làm mất đi một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam. Giới thiệu với các em hình ảnh về Hiệp ước Giáp Túc. Hiệp ước Giáp Túc đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nhân dân cả nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ, nêu cao khẩu hiệu chống thực dân Pháp và sự đầu hàng của triều đình Huế. Dập dìu chống đánh Cờ Siêu, phe này quyết đánh cả triều lẫn Tây. Tình hình trong nước Việt Nam lúc bấy giờ như thế nào? Nền kinh tế đất nước ngày càng kiệt quệ, nhân dân đói khổ, giặc cướp nổi lên ở khắp nơi. Có nhiều lúc triều đình phải cầu cứu cả quân Pháp và quân Thanh đánh dẹp. Các đề nghị cải cách duy tân đều bị khước từ, tình hình đất nước rối loạn cực độ. Còn về phía thực dân Pháp, trong khi đó chủ nghĩa tư bản Pháp đang phát triển rất mạnh, rất cần các nguồn tài nguyên khoáng sản ở Bắc Kỳ, nên chúng quyết tâm xâm chiếm bằng đường Bắc Kỳ. Và Pháp đã lấy cớ là triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874 là tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh và ngăn cản việc đi lại của người Pháp trên sông Hồng. Dựa vào cớ đấy, thực dân Pháp đã cử Rivière chỉ huy quân đổ bộ lên Hà Nội vào ngày 3 tháng 4 năm 1882. Giới thiệu với các em hình ảnh đại tá Rivière. Và đến ngày 25 tháng 4 năm 1882, Rivière gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu đòi nộp khí giới và giao thành không điều kiện trong vòng 3 ngày. Không đợi trả lời, quân Pháp đã nổ súng tấn công. Quân ta anh dũng chống trả, nhưng đến trưa thành mất, Hoàng Diệu thắt cổ tự tử. Giới thiệu với các em chân dung của Tổng đốc Hoàng Diệu. Hình ảnh quân Pháp tấn công thành Hà Nội. Sau đó quân Pháp tiếp tục đi đánh các tỉnh Hòn Gai, Quảng Yên, Nam Định và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ khác. Giới thiệu với các em hình ảnh quân Pháp đánh thành Nam Định năm 1883. Trước tình hình đấy, nhà Nguyễn đã làm gì? Chúng ta sẽ ghi bài xong, mình sẽ tiếp tục tìm hiểu nhé. Mời các em ghi bài. Khi nào các em thấy slide mà có hình cây viết chì, nhảy múa,
Đó là phần chúng ta sẽ ghi bài. Ý thứ nhất, ngày 3 tháng 4 năm 1882, quân Pháp do đại tá Rivière chỉ huy đổ bộ lên Hà Nội. Ngày 25 tháng 4 năm 1882, Rivière gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu đòi nộp khí giới và giao thành không điều kiện. Sau đó, Pháp nổ súng tấn công. Quân ta chống trả anh dũng nhưng thất bại. Ý tiếp theo, Pháp nhanh chóng chiếm Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh khác. Trước hành động xâm lược của thực dân Pháp, nhân dân Bắc Kỳ đã có thái độ như thế nào? Chúng ta sẽ qua phần 2 nhỏ. Nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng Pháp. Nhân dân Bắc Kỳ đã tích cực phối hợp với quân triều đình kháng chiến, dùng nhiều cách chiến đấu gây cho Pháp nhiều khó khăn, và tiêu biểu là chiến thắng Cầu Giấy lần thứ 2 vào ngày 19 tháng 5 năm 1883. Giới thiệu với các em hình ảnh chiến thắng Cầu Giấy ngày 19 tháng 5 năm 1883. Khi Rivière đánh Nam Định thì quân ta từ Sơn Tây và Bắc Ninh kéo về áp sát thành Hà Nội, ngày đêm tập kích, phục kích, đốt phá kho tàng, doanh trại của địch. Rivière buộc phải trở về Hà Nội để đối phó. Ngày 19 tháng 5 năm 1883, hơn 500 tên địch kéo ra Cầu Giấy, lọt vào trận địa phục kích của quân ta. Quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phối hợp với quân của Hoàng Tá Viêm đổ ra đánh quyết liệt. Rivière cùng nhiều sĩ quan, binh lính Pháp bị giết tại trận. Mời các em ghi bài. Ý thứ nhất, nhân dân Bắc Kỳ tích cực phối hợp với quân triều đình chống giặc. Đốt nhà chặn giặc, không bán lương thực cho Pháp, đào hào, đắp lũy, lập các đội dân dũng. Ý thứ hai, đắp đập, cắm kè trên sông, làm hầm châm, cạm bẫy. Ý thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 1883, chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai đã giết chết Rivière và nhiều sĩ quan binh lính Pháp. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai đã làm cho quân Pháp hoang mang dao động. Chúng đang toan định bỏ chạy, nhưng triều đình Huế vẫn nuôi ảo tưởng thương thuyết để Pháp rút quân như năm 1873. Vậy thì tình hình tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các em qua phần 3 nhỏ. Hiệp ước Paternotte, nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ năm 1884. Sau khi có thêm viện binh và nhân cơ hội vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình lục đục. Từ chiều ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 1873, hạm đội Pháp đã bắn pháo dữ dội vào các thành ở cửa Thuận An, sau đó đổ bộ lên chiếm cửa Thuận An ở Huế. Đến ngày 25 tháng 8 năm 1883, Pháp cử
Hát Măng đem ngay một bản hiệp ước đã được thảo sẵn, buộc triều đình Huế chấp nhận và ký hiệp ước. Hiệp ước này có tên là Hiệp ước Hát Măng, hay còn gọi là Hiệp ước Quý Mùi. Đại diện triều đình là Trần Đình Túc và Nguyễn Trọng Hợp đã ký Hiệp ước Hát Măng. Xin giới thiệu với các em một số hình ảnh về việc ký Hiệp ước Hát Măng tại Thuận An, Huế năm 1883. Nội dung Hiệp ước Hát Măng. Thứ nhất, triều đình Huế thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, các tỉnh Bình Thuận vào Nam Kỳ thuộc Pháp. Nội dung tiếp theo, các ba tỉnh Thanh, Nghệ tỉnh sáp nhập vào Bắc Kỳ. Triều đình Huế chỉ được cai quản ở Trung Kỳ, nhưng mọi việc đều phải thông qua viên khâm thứ sứ Pháp ở Huế. Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kỳ thường xuyên kiểm soát mọi công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ. Mọi việc giao thiệp với nước ngoài đều do Pháp nắm. Triều đình Huế phải rút toàn bộ quân ở Bắc Kỳ về Trung Kỳ. Sau Hiệp ước 1883, nhân dân cả nước một mặt phẫn nộ trước thái độ đầu hàng của triều Nguyễn, mặt khác càng thêm căm thù quân xâm lược Pháp, nên sôi nổi đứng lên kháng chiến. Ví dụ như có những người như Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện, Hoàng Văn Huê, Lã Xuân Oai, Nguyễn Quang Bích đã phản đối lệnh bãi binh của triều đình. Và trong nội bộ triều đình cũng chia thành hai phe. Một phe chủ hòa là chủ trương hòa với Pháp, một phe chủ chiến là quyết tâm đánh Pháp đến cùng để giành chủ quyền dân tộc. Và đứng đầu phe chủ chiến là Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Thuyết. Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Thuyết đã có hoạt động như thế nào để chống Pháp, chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài sau. Do chiến sự tiếp tục kéo dài ở Bắc Kỳ, cho nên thực dân Pháp phải tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm tiêu diệt các trung tâm kháng chiến của nhân dân ta. Chúng cho quân đi chiếm Bắc Ninh, Hưng Hóa, Tuyên Quang. Khi quân Pháp đánh đến đâu, quân Thanh chỉ chống cự yếu ớt rồi rút. Vì giữa quân Pháp và quân Thanh đã đi đến một cái thỏa thuận với bản hiệp Quy ước Thiên Tân vào ngày 11 tháng 5 năm 1883, Pháp và quân Thanh cấu kết với nhau chia sẻ quyền lợi trên đất nước ta. Sau khi làm chủ tình thế, Pháp lại bắt triều đình Huế ký bản hiệp ước Paternus vào ngày 6 tháng 6 năm 1884. Hiệp ước Paternus còn gọi là Hòa ước Giáp Thân. Và toàn quyền đại thần Phạm Thận Duật đã thay mặt triều đình nhà Nguyễn ký Hòa ước Paternus năm 1884. Hiệp ước Paternus gồm 19 khoản, căn bản dựa trên Hòa ước Quý Mùi năm 1883, nhưng được sửa lại một số điều nhằm xoa dịu dư luận của quần chúng nhân dân, đồng thời lấy lòng vua quan phong kiến Bù Nhìn. Hiệp ước Paternus này đã hoàn toàn xóa bỏ những biểu hiện quyền lực còn lại của chế độ phong kiến Việt Nam độc lập, kể cả ấn vàng nặng 5,9 kg của vua Gia Long đúc từ khi khai lập nhà Nguyễn năm 1802 cũng bị nấu chảy ra trước sự chứng kiến của các quan chức cao cấp thực dân. Chế độ phong kiến độc lập đã chấm dứt, thay vào đó là thuộc địa nữ phong kiến. Việt Nam rơi vào ách đô hộ của thực dân Pháp. Cô xin giới thiệu với các em hình ảnh toàn quyền đại thần Phạm Thận Duật
và kế bên là một trang trong Hiệp ước Bâtonnot năm 1884. Mời các em ghi bài. Ý thứ nhất, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 1883, quân Pháp tấn công cửa Thuận An. Ngày 25 tháng 8 năm 1883, Pháp buộc triều đình Huế ký Hiệp ước Quý Mùi, hay còn gọi là Hiệp ước Hát Măng. Ngày 6 tháng 6 năm 1884, Pháp lại bắt triều đình Huế ký Hiệp ước Bâtonnot. Tính chất của Hiệp ước Bâtonnot. Hiệp ước Bâtonnot đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây đã kết thúc. Các em nhớ ghi bài cẩn thận nhé. Cô chúc các em vui khỏe và hưởng một mùa Tết an lành.